Khi mà mình làm một cái việc gì á, mình không có khả năng mình làm, nhưng mà chỉ cần mình thấy người khác làm điều đó tốt, đời lợi đạo, mà mình sanh cái tâm tùy hỷ thôi, cái phước của mình cũng tương đồng với người làm, không có kém. Tại sao? Tại vì khi mình được cái sự hỷ đó, là vui đó, tùy là mình đi theo, mình vui theo cái vui của người khác. Vì từ ở trong tâm mình á, mình xả được cái tâm tị hiềm, ích kỷ, phước nó có rồi. Tại sao? Tại vì người làm á, là người ta xả được tâm tham. Mình tùy hỷ, mình xả được tâm ích kỷ, mà hai cái tâm đó đều là độc. Con người mình sống hàng ngày á, không bị tham chi phối thì bị sân chi phối. Mà tại sao mình có tham có sân? Vì mình có si. Si là gì? Nói cho đủ là si mê. Si không chưa đủ. Bởi vì chữ si là không thấy lẽ thật. Mê là cái lầm. Đã lầm, đã vừa lầm mà đã không thấy lẽ thật, gọi là si mê. Cho nên mình có cái bài tụng si mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Như vậy thì gốc của khổ là si mê. Cái gốc khổ là si mê, còn tham sân là nó đi theo cái si mê của mình. Hễ mình mê cái mình nổi nóng bậy, mình mê cái mình tham bậy, cho nên rồi tham sân si là ba độc, nhưng mà cội gốc vẫn là si mê. Bởi vì si mê nghĩa là khi chúng ta không thấy lẽ thật, khi chúng ta không thấy cái gì đáng nên tùy hỷ tán dương, chứ không phải mình cái gì mình cũng bài bán. Thí dụ bây giờ mình thấy người ta cúng tổ tiên, mình không cúng tổ tiên đó là chuyện của mình, nhưng mình đừng có bài xích người khác cúng. Vì người ta biết rằng người ta cúng không phải là gì mê tín, mà người ta đang thực tập một cái hạnh phúc trở về với cội nguồn tổ tiên. Bởi sao? Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Mình không thích làm từ thiện, đó là việc của mình. Còn người khác người ta làm từ thiện, mình không làm, cứ tùy hỷ. Bởi vì khi tùy hỷ được là mình xả cái tâm ích kỷ. Mà cái tâm ích kỷ là cái nhân khổ đau. Rồi ví dụ bây giờ mình gặp một cái, mình gặp trong đời này mình gặp những khó khăn, tại sao mình cứ luôn luôn bị người ta chống bán mình? Nó cũng có nguyên do. Có thể đời này mình không làm, nhưng mà đời trước mình làm. Thành thử ra theo giáo lý, đạo lý của Đức Phật dạy thì cái nhân quả, mà nhân quả nó có ba đời. Có những cái chúng ta tạo trong quá khứ, bây giờ chúng ta mới gặp phải. Cho nên á, khi mình thấy một cái công trình như thế này, Pháp Hòa hoan hỷ vô cùng. Kỳ trước Pháp Hòa đến là Pháp Hòa đã chiêm ngưỡng cái tháp rồi. Và Pháp Hòa mới nói thật sự ở đây chưa có một cái chốn già lam chùa viện nào mà Pháp Hòa đi mà có một cái tháp sừng sững ở một cái ngôi chùa mà đi từ xa đã thấy như vậy, rất là đặc biệt. Mà cái đó phải đâu phải bình thường mà có được. Thượng tọa cũng phải cố gắng lắm, phải không? Rồi ban Phật tử ở đây cũng cố gắng lắm nó mới có được như vậy. Cho nên một cái thành tựu nào mà không trải qua một quá trình gian khổ. Bây giờ quý vị thấy quý vị tu sơ sơ thôi khổ không? Nội cái chuyện muốn giảm tham thôi cũng cả vấn đề. Nội cái chuyện mà muốn giảm sân với người hàng xóm thôi cũng cả vấn đề. Nói hàng xóm là nói ai biết không? Trong nhà mình á. Trời ơi, muốn nói hàng xóm nghe cho nó ngọt ngào chứ mấy ổng trong nhà mấy bả trong nhà đâu phải dễ đâu đó. Tại sao? Tại vì mình cứ nghĩ người đó là người thân của mình. Người thân của mình tại sao lại như vậy? Tại sao thế kia? Và mình luôn luôn bị những cái đối nghịch. Cái đó gọi là chướng đó. Cái đó gọi là chướng đó. Nhưng mà chướng nó có hai loại.
Có khi là nhân chướng, pháp chướng luôn nữa. Nhân chướng là con người nó chướng. Rồi pháp chướng là gì? Con người nó sanh ra cái kiểu chướng đó. Mỗi ngày mình một là thế nào mà trong nhân nó có pháp, tại trong người đó nó tuôn ra cái cách chống mình. Ví dụ chuyện nhỏ thôi, mình tụng kinh cái đi tới thấy mình cái, quýt mình cái. Trong con người nó sanh ra cái pháp chướng. Cái pháp chướng là cái cách làm cho mình khó chịu. Rồi thí dụ như mình ăn chay nữa hả? Thí dụ vậy đó. Thì trong cuộc sống này chúng ta đều gặp. Mà quý vị đừng có nghĩ rằng mình là ở đời mình mới gặp, người tu cũng gặp như thường. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đi là phải gặp khó khăn. Không có một cái đoạn đường nào mà không có cong cong quẹo quẹo hết đó. Quý vị muốn đi tới đây, từ ở chỗ St. Albans mà Pháp Hòa muốn tới đây là hơn tiếng đường xe. Mà đôi khi còn phải lòn lách tìm có đường nào không có kẹt xe để đi nữa đó. Thì mình cũng thế thôi. Sống trong đời là nhiều khi còn phải phương tiện quyền xảo, lòn lách, quẹo cua để làm chi, không? Để tới bờ, tới bến. Nếu như mà người đó không có làm chướng mình á, thì đạo nghiệp khó thành. Cho nên cái người làm chướng mình đừng có giận họ. Tại vì mình giận họ đời sau họ chướng gấp double. Ở đời này họ đã chướng rồi. Vì họ không thấy được cái đạo lý cho nên họ mới chướng mình. Người đó mình phải thương, lòng từ bi mình phải lớn. Đây là tu đó. Bây giờ nói thôi đừng tu đâu xa, tu với cái ông trong nhà mình nè. Tu với cái bà trong nhà mình nè, tu với đứa em mình nè, tu với đứa chị mình nè. Cái người nào mà cái người đó luôn luôn làm nghịch cảnh cho mình, tu với người đó. Nhưng mà cái quan trọng là mình khéo tu. Ví dụ như á, mình đi chùa họ không thích. Mình đi chùa họ không thích thì mình cũng có cách mình đi chùa mà đâu cần công bố đâu. Mình cũng có cách mình tu. Tại vì cái tu theo đạo Phật á, nó đơn giản, nó nhẹ nhàng lắm. Có những lúc á, tu rất là bài bản, chuông mỏ Phật tranh treo đầy hết. Mà có những lúc tu rất là bình an, Phật ở trong lòng, kinh ở trong tâm, pháp ở trong tâm, pháp ở trong xe. Mình thỉnh thầy vô nhà giảng không được, mình thỉnh thầy ra xe giảng. Mình thỉnh thầy vô trong nhà giảng, ông đi tới đi lui cũng khó chịu phải không? Nói thầy ơi, thầy chịu khó ra xe thuyết pháp cho con nghe. Ông thầy cũng quan hỷ vô cùng. Thành thử ra mình tu trong nhà không được, tu on the street, tu on the road, mà không cần phải tu trong nhà. Tu mọi lúc, mọi cảnh. Mà cái quan trọng là tâm mình đừng dính với cảnh. Khi mình gặp cái hoàn cảnh khó, tâm đừng dính với cảnh, tâm bình cảnh xã bình. Vì nếu cái tâm mình bình được với cái người đó, mình biết họ chướng, mà tại sao mình cứ làm những điều mà họ cứ đối với cái chướng mình. Mình tạo cho họ thêm cái nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng là gì? Họ trở thành một cái tập nghiệp, họ luôn luôn làm cái chướng cho mình. Cái nghiệp đó gọi là nghiệp chướng. Còn mình á, là bị một thứ nghiệp nó chướng mình. Còn người đó đó cứ chướng riết thành nghiệp. Hai cái cũng là một chữ nghiệp chướng, nhưng mà đối với người làm mình khổ á, họ trở thành một cái nghiệp, mà cái nghiệp sống theo cái chướng đó. À, vậy thì người đó tạo một cái loại nghiệp gọi là cái nghiệp luôn luôn chướng người khác. Còn mình á, bị một cái nghiệp là bị người khác chướng mình. Mà lẽ ra mình tu rồi, mình có đủ tuệ giác. Chữ tuệ giác chứ không phải tệ giác. Mình đủ tuệ giác để mình chuyển cái đó, mình hóa cái đó đi. Pháp Hòa nói ví dụ á, mình lấy muối nè, xả, ớt á, mình ướp vô tàu hũ trắng. Thì nếu mà cái món mà mình nhìn vô món này là mình bảo đảm món gì? Tàu hũ gì? Tàu hũ muối xả ớt rồi đem đi làm gì? Có bắt buộc phải chiên không? Hấp lên ăn ngon lắm. Tại mình bị một cái định kiến, hãy thấy tàu hũ muối xả ớt là phải chiên, đâu bắt buộc.
ai cử dầu không? Sau khi ướp xong rồi để vô một cái dĩa, hấp nó lên, nó ngấm thấm vô đó. Mình ăn tàu hũ hấp muối xả ớt rất là ngon. Ăn không sợ dầu mỡ, mà ông chừng ăn còn nhiều hơn nữa. Đâu có phải định kiến là tàu hũ muối xả ớt chiên cái tàu hũ muối xả ớt hấp có sao đâu. Quý vị thấy cái tu chưa? À, tu trong món ăn. Cho nên á, đừng để cái pháp nó chướng mình, đừng để cái nhân nó chướng mình. Nhân này là người, nhưng mà tại vì mình cũng có cái chủng, cái nhân là hạt giống, mình luôn luôn mình cứ định kiến cái đó là cái chướng, cho nên mình khổ. Mà mình phải thấy người đó là gì? Người đó là thiện tri thức giúp mình tiến tu. Người nào làm khổ mình mà cái người đời người ta chưa hiểu đạo. Chữ đạo này không phải đạo Phật nha, đạo này là đạo lý. Người thấu đạo lý thì thấy tất cả chướng là pháp tu. Còn người không thấy đạo lý, chướng nào cũng chướng giống nhau. Mình đi ra đường gặp con nít mình cũng chướng, gặp cái gì mình cũng chướng, bởi mình thành một cái tập nghiệp thấy các pháp là chướng. Nhưng mà thật sự pháp nó chướng là tại vì mình cũng có nhân chướng cho mình thấy cái gai. Cho nên nếu nói đúng hơn, cái người đó là người mình phải tu đó. Người đó là người mình phải tu đó. Tại sao? Tại vì cái gì mình đã giỏi rồi thì đâu cần nói tu. Cái gì mà chưa giỏi thì cái đó là cái tu. Phong và ví dụ, bây giờ á, trong ba độc tham sân si, tham thì chắc mình đỡ rồi, tại vì á, mình cũng đủ ăn đủ mặc đủ xài, mà thậm chí dư nữa. Cho nên tham có thể mình không dám nói hết, nhưng mà có phần khá tốt. Nhưng mà có một cái sân, sân của mình là không phải sân nhỏ nhỏ đâu nha, cỡ sân chùa, sân sân phi trường không. Thì bây giờ mình biết rằng cái chính cái đó mới là cái mình tu. Cho nên quý vị thọ năm giới cũng vậy: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì cái giới nào mình giữ tốt rồi mà thậm chí chưa thọ mình vẫn không có thành vấn đề thì đâu cần phải nói chuyện tu đó nữa. Thành thử ra nói cuối cùng năm giới mà không chừng tu chừng hai à, có thể hai cái mình vướng hoặc là ba cái mình vướng, thì chính cái đó là cái đối tượng để mình tu. Như vậy thì tu phải có đối tượng để tu, chứ không biết thôi tu cái gì. Thành thử đừng có lo. Người chướng thì quý vị phải nhớ là mình sống trong đời này không gặp cái này cũng gặp cái khác. Vân tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô. Vân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải ông mồ cổng mẹ chạy ra. Cho nên mình không gặp chướng này cũng sẽ gặp cái chướng khác. Thì chướng nào cũng là chướng, thì có một cái thì mình mới hướng tâm tu. Phong và ví dụ, nếu con mình mà nó không có lì, nó không biết nghe lời mình, dễ gì mình chịu tu. Cái nhờ đứa con mình nó vậy cho nên mình hết lòng sám hối nè, rồi tụng kinh lại Phật, bố thí làm thiện, cho nên nó độ mình tu. Thật ra cái đứa chướng mà điều đôi khi nó là cái nhân để tạo cho mình tu. Rồi bây giờ ví dụ mình lỡ mình gặp ông chồng chướng, rồi không lẽ mình đi chống ổng sao? À, thành thử ra bây giờ mình làm sao mình uyển chuyển mình khéo. Cái gì cũng do nghiệp. Thôi thì bây giờ á, nhẹ nhàng trong sự tu. Tu bất cứ hình thức nào, miễn đừng làm cho người đó thêm phiền não với mình, thì người đó từ là đối tượng để mình tu. Đức Thích Ca Mâu Ni thấy sanh lão bệnh tử là cái pháp, là cái nhân để Ngài khởi tâm Ngài tu, để Ngài thành tựu được đạo quả, để Ngài nhắc nhở chỉ dẫn cho chúng ta làm sao vượt những cái khổ đau của sanh già bệnh chết. Chúng ta vẫn sanh già bệnh chết, nhưng chúng ta hiểu được đạo lý thì không khổ bởi sanh già bệnh chết. Chứ không phải tu theo Phật rồi là không còn sanh già bệnh chết, mà phải nói cho rõ là không khổ vì sanh già bệnh chết. Cho nên người chưa hiểu đạo lý thì thấy cái gì cũng chướng. Đây bình hoa này mà chưa cả, để đây mà không thấy mặt ông thầy nó cũng chướng như thường. Mặc dù nó rất đẹp, mà may là tại em ngồi nó hơi cao đó.
không? Nếu mà bình hoa mà cắm cao hơn mà cái ghế nó thấp hơn là quý vị bắt đầu nãy giờ ngồi thấy bình này nó chướng rồi đó. Thật nếu mà mình mà bị chướng cái rồi gặp cái gì xung quanh mình cũng cho là cái chướng đó. Rồi quý vị để ý coi, trong cuộc sống này không có ngày nào mình không có gặp việc để mình phải giải quyết đối đầu. Mà không lẽ bây giờ mình cứ chạy trốn, mình bực bội thì cả đời này mình khổ. Thôi thì bây giờ mình tập đi. Cái gì đến thì tôi tiếp, đi thì tôi tiễn, chưa tới tôi không chờ. Được không? Tiếng Mỹ nè: The past is history, the future is mystery, today is a gift, that's why we call present. Enjoy your present. Enjoy your present, that means you enjoy your gift. Every single day, anything that comes to you, just like a gift, as long as you know how to open your gift to enjoy your gift. This is the practice. Even though life gives you problems, but we have learned the technique, the instruction, how to transform your problems. People can give you tons of garbage, but if you are wise enough, you can transform your garbage into compost. And the more compost you have, the more farm you will receive. So what's the problem here? So practice Buddhism is not only a faith. Practicing Buddhism is talking about the instruction how to live mindfully, and you are strongly and stability enough to facing all kind of problems in your daily life. The more you run away, the more you will suffer. If you are strong and stable enough to facing it, it slowly will dissolve. This is the real, the truth. It's not only philosophy. But if you don't practice that, it's only philosophy. Buddhism gives two things: philosophy and practice. Mình đi học cái gì cũng học lý thuyết và thực hành. Đạo Phật là thế. Đạo Phật là lý thuyết và thực hành, chứ không phải chỉ một chiều lý thuyết, và cũng không phải chỉ thuần thực hành. Tại vì nếu mình thực hành mà mình không có cái lời ngôn ngữ để mình diễn đạt, thì người ta không hiểu cái cách nó thực hành như thế nào. Cho nên ví dụ quý vị muốn tu thiền, muốn ngồi thiền, quý vị phải học cái lý thuyết của sự thiền tập. Quý vị muốn niệm Phật, quý vị phải tập lý thuyết của sự niệm Phật. Cái gì nó cũng có công thức của nó. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Cái người đó là người giải thoát cho mình đó. Giải tất cả mọi khúc mắc, mình vượt được một cái ông chồng chướng này, mai mốt bao nhiêu người chướng kia không trở thành vấn đề. Mình gặp được một cái người em chướng ngại của mình, mà mình chuyển hóa được cái tâm mà đối đầu chướng ngại đó, không cần phải đối đầu, không cần gọi là gì, phải dùng mưu mô gì hết, nhẹ nhàng trong mọi sự tu thôi. Ví dụ bây giờ người ta không thích mình đi chùa, mình cũng đi chùa, mình khỏi tuyên bố. Và đồng thời mình đi chùa, hồi xưa ví dụ người ta nhẹ nhàng trong việc đi chùa, mình đi chùa thoải mái, đi lúc nào đi. Còn họ không cho thì mình đi có chừng mực. Coi vậy chứ không lẽ họ làm gì mình. Nhưng mà cũng phải cho mình có một chút cái gì đó, nên người đó chướng nhưng cũng không đến nổi. Thưa đại chúng, Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử tu rất là cực, chỉ tụng một thời kinh thôi mà gặp bao nhiêu những khó khăn với người thân. Nhưng mà cuối cùng cái vị này tu đâu? Tu trong xe thôi. Lái xe từ chỗ xe đi ra làm tụng kinh trong xe, thấy không? Rồi nghe pháp trong xe. Rồi thậm chí bữa nào người đó mà đi chung xe, cái ông thầy ổng tu thiền, ổng không nói gì hết đó. Tại vì cổ bật cái nút off rồi không nói gì nữa gì. Nhưng mà nếu người kia suy nghĩ kỹ, trời ơi, chồng mình tu, vợ mình tu, chứ có làm gì sai quấy đâu mình làm vậy.
Nếu mà cái người đó thấu được cái lẽ đó thì đâu có chuyện gì. Trong khi đó có những người chồng bê tha, có những người vợ bê tha mà họ, người ta vẫn sống được. Còn này vợ hay là chồng hay con hay cháu của mình biết tu mà mình không quý, thì có phải cái đó là họ thiếu cái sự suy nghĩ chín chắn không? Cho nên người như vậy cũng tội cũng khổ. Cho nên thôi thì chúng ta là người đã thấu được đạo lý, đã có lòng từ bi, thì thương tất cả mọi người, dù người đó là tốt với mình hay người là đối nghịch với mình. Đối nghịch đây là tại vì họ chưa hiểu thôi, chứ họ vẫn là người thân mình mà, là mình bỏ đi đâu. Cho nên đó, thôi thì bây giờ mình đã biết chạy bộ, lui lại chịu khó đi bộ với họ một chút, để khi nào họ đủ vững rồi không chừng đủ duyên họ đi luôn với mình. Cái điều đó nó có, mình phải có một niềm tin với cái sự tu tập chính chắn của mình, chân thành của mình, có ngày sẽ cảm hóa với tất cả nếu chúng ta có lòng thành tu tập. Cho nên quý vị đừng ghét cái người chướng của mình, mà phải thấy rằng nhờ họ chướng vậy đó, thôi cái gì mình cũng được hết đó. Còn chỗ này thôi thì chính chỗ này mình tu, phải không? Nếu mà mình vượt được cái đó, cái mình thành tựu được cái vẹn tròn của mình. A Di Đà Phật. Chiều hôm nay là buổi chiều trả lời câu hỏi. Hồi nãy Pháp Hòa có nhìn xuống trong cái đống giấy này thì có một số câu hỏi liên quan. Cho nên thay vì đọc câu hỏi thì Pháp Hòa đã trả lời một vài, nó liên đới một vài câu hỏi đó rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục những câu hỏi khác. Xin Thầy hoan hỷ cho con biết ý nghĩa của lễ trai tăng. Cái chỗ này Pháp Hòa cũng đã nói rồi, nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin lược lại một chút thôi. Chữ trai á, được hiểu là một bữa ăn, một bữa ăn trai. Mà chúng ta đúng ra là chúng ta gọi là ăn trai, món trai, chứ không phải là ăn chay. Như ngày nay chúng ta đã viết chữ chay CH, thì cái chữ đó nó là viết trại ra từ cái chữ nguyên gốc của nó là trai. Bởi vì chữ trai nghĩa là trong sạch, là tinh khiết. Vậy thì chữ trai trong lúc này được hiểu là một bữa ăn trai, một bữa cơm. Chữ tăng được hiểu là tất cả các vị xuất gia. Như vậy lễ trai tăng nghĩa là một cái lễ chúng ta thiết một cái bữa cơm để cúng dường cho các vị xuất gia. Và cái lễ đó được gọi là lễ trai tăng. Và trong phần trai tăng nó có hai phần. Cái phần mà mình dâng cơm mình cúng gọi là trai phạn. Chữ phạn là cơm. Còn cái chữ trai tăng là một danh từ chung để chỉ nếu trong bữa đó chúng ta vừa ủng hộ vật chất, tứ sự cúng dường như là cái khăn, bàn chải, xà bông, kem đánh răng rồi vậy đó, thì cái đó là tứ sự cúng dường rồi cộng thêm bữa ăn. Thì trai tăng này lúc nào mới được làm? Chừng nào mới được làm trai tăng? 49 ngày phải không? Không phải. Bất cứ lúc nào mình cũng làm trai tăng được hết, chứ không phải là đợi khi nào thân nhân chết mới cúng trai tăng. Nếu vậy là mấy thầy đợi ăn đám chết sao? Bất cứ lúc nào mình có phát tâm mình đều thiết lễ trai tăng được hết, chứ không phải là đợi thân nhân mất mình mới cúng trai tăng. Thí dụ bây giờ nè, năm nay mẹ 80 tuổi, mình làm trai tăng cầu phước cho mẹ ha. Con mình vừa ra trường, thành tựu được tất cả những cái gì mình ước nguyện, mình làm trai tăng, mình cúng dường để mình tạ ơn Tam Bảo đã gia hộ cho con mình được thành tựu cho đến ngày hôm nay. Cháu mình nó sanh, con mình nó sanh con, nghĩa là cháu nội, cháu ngoại của mình. Thay vì mình tổ chức một bữa đầy tháng gà vịt rồi chết nhiều một chút, thì bây giờ mình làm trai tăng. Bất cứ cái gì cũng trai tăng được hết, chứ không phải chỉ để đợi người chết mới cúng trai tăng. Mà khi mà mình thiết lễ trai tăng á, không phải là mình chỉ tới chùa mình đưa tiền, mình nói nè con muốn thỉnh 30 thầy, 40 thầy, chùa làm giùm cho con.
Tốt hơn hết nữa đó, để cho nó trọn vẹn đó, mình nên cử người nhà mình đi vô chùa, hỏi chùa có cần con phụ cái gì không. Nhiều khi chùa đơn chiếc, mình ở nhà đông, mình tới mình phụ để sắp xếp cái bữa lễ trai tăng đó cho tương tất, thì mình cái đó là vừa của vừa công. Vì cái lễ đó chùa làm là vì mình request, mình xin làm chùa mới làm, thì mình làm mình phải tới phụ, chứ không phải là mình giao phó hết cho chùa để được gọi là trai tăng. Mà trong đó chúng ta phải có sự đóng góp công sức của mình để nó trọn vẹn được cái ý nghĩa và công đức. Mà tại sao mình phải cúng như vậy? Bởi vì khi mình thiết trai như vậy đó, thì chư tăng lúc đó trang nghiêm thanh tịnh, rồi dâng tất cả những thực phẩm của chúng ta cúng lên trên là cúng chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, kế đến các thầy mới thọ dụng. Vậy thì các thầy thay thế cho mình cúng dường tam bảo những món ăn này, và sau đó các thầy thọ dụng, đem công đức tu tập của các thầy các cô hồi hướng cho người nhà của mình. Đó, thì cái đó là lễ trai tăng. Tại vì chúng ta ít có thấy cái trường hợp này, cho nên chúng ta thấy nó có cái gì nó lạ và nó khác biệt. Chứ thật sự theo truyền thống của Nam Tông đó, Phật tử thỉnh chư tăng về nhà trai tăng suốt à. Nhiều khi á, mỗi nhà thay phiên mời ngày nữa, đó thỉnh chư tăng về nhà, họ làm bữa cơm trưa cúng dường cũng là trai tăng vậy đó. Nhưng mà bởi vì thường á, là mình có một cái vấn đề, một cái sự kiện gì trong gia đình mình thiết lễ, cho nên có cái lễ tắc bạch. Tắc bạch là gì? Là cái lễ mình trình thưa là hôm nay lý do nào mình tổ chức cái lễ này. Còn không nữa, đơn giản ở bên Nam Tông người ta đơn giản là thỉnh chư tăng, người ta thưa hôm nay gia đình chúng con thỉnh chư tăng về cúng dường bữa cơm, nguyện chư tăng hồi hướng công đức, cầu nguyện cho mẹ con, ba con gì đó. Cho nên tất cả cái nguyên do nào chúng ta cũng có thể làm trai tăng được hết, chứ không phải đợi người chết chúng ta mới cúng trai tăng được. Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp dùm con. Trước khi con tụng kinh Địa Tạng, con tụng chú Đại Bi có được không? Con xin thành kính cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, chú Đại Bi là một bài thần chú biểu tượng cho tâm lượng Đại Bi rộng lớn. Cho nên chúng ta có thể sử dụng bài thần chú này trong bất cứ thời kinh nào, chứ không riêng kinh Địa Tạng hay là không riêng kinh Di Đà. Bất cứ thời kinh nào chúng ta tụng cũng tốt hết. Nếu nói ở cái năng lực do chúng ta chí thành trì tụng, và cái tâm chí thành đó nó có thể tạo ra cái năng lực tha lực của Phật Bồ Tát. Còn ở cái chỗ thực tập là khi chúng ta thâm nhập được, cái ý nghĩa là nhắc nhở chúng ta thâm nhập vào cái tâm đại bi rộng lớn của chư Phật. Mà khi chúng ta thâm nhập được vào cái tâm rộng lớn đó rồi thì không có gì trở ngại mình hết. Cho nên gọi là thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Tâm đà ra ni nghĩa là cái tâm mà nó dung nhiếp cả hai thứ nghĩa và lý. Nó vậy đó. Cho nên mình tụng kinh Địa Tạng, bất cứ kinh gì đều có thể tụng chú Đại Bi được. Kính thưa thầy, cho con hỏi tại sao trong kinh Địa Tạng không có chúng tỳ kheo ni lên trời Đao Lợi nghe giảng? Trong khi lúc ấy có rất nhiều thánh tăng và thánh ni, sau khi biết Phật lên trời Đao Lợi vẫn có thể đến để nghe, vậy sao không một ai đi? Quý vị hiểu câu hỏi không? Không hiểu. Bởi vì trong kinh Địa Tạng á, cái kinh Địa Tạng là một cái bộ kinh thuộc hệ Đại Thừa. Và cái kinh này diễn tả là Đức Phật lên cõi trời thuyết pháp. Lên cõi trời thuyết pháp cho chư thiên, và đặc biệt là vì mẹ của Ngài là Thánh Mẫu Maya. Bởi vì theo lịch sử, mẹ của Ngài sinh Ngài ra được 7 ngày thì bà mất. Khi Ngài lớn lên, Ngài nghĩ đến cái công ơn cho cha của mẹ,
Và khi thành được đạo quả thì một trong những cái tâm lành của Ngài đó là Ngài trả hiếu cho mẹ bằng cách lên trời đau lợi, bởi vì mẹ Ngài chết được sanh về cõi trời đau lợi, và đến Ngài đến đó để thuyết pháp cho mẹ mình nghe. Đó là dựa theo cái tinh thần của kinh Địa Tạng nói. Nhưng ở đây, ở cái mặt đạo lý thì đã nói là kinh thuyết pháp cho cõi trời thì tất cả chúng chư thiên cõi trời để tập hợp mà nghe. Cái thứ hai nữa đó là Địa Tạng là chỉ cho tâm, Địa Tạng là chỉ cho tâm, mà tâm hướng cõi thượng thì mới được về cõi thượng. Cái ý nghĩa nó vậy. Chứ còn mình đứng trên lịch sử thì kinh Địa Tạng là một cái kinh như vậy. Còn đứng trên cái đạo lý thì kinh Địa Tạng là kinh chỉ về cái tâm, hướng dẫn cái tâm mình cho lành thiện, để chúng ta khi chúng ta chuyển được tâm, nghĩa là chúng ta tu theo kinh Địa Tạng đó. Quý vị nào muốn hiểu cái nghĩa lý kinh Địa Tạng, quý vị nên tìm cái bộ đó quý vị nghe. Pháp Hòa cũng đã giải thích cái bộ kinh Địa Tạng đó với cái đề tài là về với nguồn tâm, về với nguồn tâm, và giải thích những cái chi tiết ở trong cái bộ kinh đó. Còn ở đây thì rất là dài, chúng ta không thể nói hết, chỉ giải thích một cái điều đơn giản là kinh đó dành đặc biệt thuyết cho chư thiên, để cho chư vị ở cõi trời nghe. Kính bạch Thầy, Địa Tạng là hoằng nguyện độ sanh, nhưng sao con thấy hình bình thường ít khi tụng mà thường tụng trong đám tang cho người chết nhiều hơn? Thưa đại chúng, tại vì vị Phật tử này thấy vậy thôi, chứ không phải kinh Địa Tạng dành riêng cho tụng người chết. Bởi vì bộ kinh này là hướng dẫn cho tất cả chúng ta biết đưa tâm mình trở về cái chỗ lành thiện, cho nên tất cả đều tu tập được hết. Nhưng mà chúng sanh chúng ta bình thường biểu tu thì khó, mà gặp hữu sự thì chúng ta lợi dụng lúc đó biểu tu cũng dễ. Ví dụ như bình thường biểu tụng Địa Tạng dễ gì tụng, nhưng mà giờ vì cha mẹ mất, mình nghĩ đến cái sự gọi là cầu siêu báo hiếu đó, chịu khó ngồi tụng bộ Địa Tạng. Như vậy nhờ tụng bộ Địa Tạng cho nên từ đó biết phát tâm lánh ác làm lành, tu nhân tích đức theo cái nhân quả sống thì cũng tốt thôi. Tụng lúc nào cũng là lúc tụng, chắc có lẽ là vị Phật tử thường thấy trong trường hợp đó. Chứ thật sự ra trong kinh thì theo tinh thần kinh thì có thể tụng lúc đầy tháng thôi nôi, lúc con mình có mang đều tụng được hết. Nhưng mà thường theo cái thông thường quý vị thấy đó, người ta có hữu sự người ta mới về chùa, nhờ chùa lo một cái việc gì đó, mà đặc biệt là vấn đề tang chế. Thì chùa lo tang chế thì quý thầy phương tiện lấy bộ kinh đó ra tụng, nhờ tụng vậy cái mình phát tâm hướng thượng. Xưa nay tâm mình đâu có biết hướng đâu, đâu hướng đây đâu, hướng bằng bằng hướng dưới này nè. Cho nên nhờ tụng kinh Địa Tạng cho nên tâm mình hướng thượng. Cho nên Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Cho nên tâm mà biết hướng thượng, nghĩa là tâm là Địa Tạng về với cõi trời đó. Cái ý nghĩa đó vậy. Bạch Thầy, khi mình chết đi thì có kiếp sau không ạ? Em chưa chết em không biết đâu. Mình nói vậy cho vui thôi. Nhưng mà như thế này, mình tin có hôm qua, có hôm nay, có ngày mai, thì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Mình không tin kiếp sau cũng không sao hết. Quý vị không tin kiếp trước cũng chẳng có sao hết. Bởi vì tin có kiếp trước kiếp sau hay không, không ảnh hưởng đến giáo lý của Đạo Phật. Giáo lý của Đạo Phật chính gốc là hướng dẫn cho chúng ta ngay trong đời này gieo cái nhân giải thoát hết khổ. Cái đó là cái chính.
Nhưng mà nên nhớ rằng ở đời có những cái chúng ta không thấy thì không có nghĩa là nó không có. Phía sau lưng mình là mình đã không thấy rồi, khuất một cái vách là mình đã không thấy rồi, huống chi là những cái mà nó xa xôi. Những cái không thấy chưa chắc đã là không còn, nhưng mà mình không tin cũng không sao hết, tại vì nó không ảnh hưởng gì tới đạo Phật hết. Đức Phật là người có trí tuệ, thấy có những cái mà Phật thấy. Phật nói anh tin thì anh làm, thí dụ anh tin có kiếp sau thì kiếp này anh ráng anh gieo. Ví dụ như là mình tin rằng có năm, có 3 năm tới thôi, thì nhờ có 3 năm tới cho nên năm này mình gieo nè. Có cái gì mà chúng ta làm mà không có một cái sự plan, không có một cái sự sắp xếp trước. Cái ngôi chùa này đâu phải xây một lúc mà nó thành đâu, xây nhiều giai đoạn nó mới thành. Mà nếu mình không có thực hiện ngay cái chương trình bây giờ thì làm sao sau này nó có. Đã nhiêu đó thôi thì quý vị thấy rằng có kiếp trước kiếp sau không? À, cho nên á, mình tin cũng được. Nếu mình tin thì mình sẽ cố gắng mình tạo cái nhân thiện đời này để kiếp sau mình hưởng. Mình không tin mình cứ xả vàng đi à, rồi thì khi mà cái quả nó đến thì cũng là mình hưởng thôi. Cho nên mình có tin không tin, Phật không có gì trở ngại hết. Đạo Phật không có gì trở ngại hết. Đức Phật là người có trí tuệ, có thấy xa, Đức Phật nói thôi. Còn cái chuyện mình tin thì mình làm, không tin mình vẫn cứ làm theo cái kiểu nghĩ của mình, thì cái khổ đau mình tự chịu. Mình làm được cái điều thiện đó thì hạnh phúc mình hưởng. Mà cái chính gốc của Đức Phật là dạy cho chúng ta tu giải thoát được những cái khổ đau hiện đời, chứ không phải chủ đích của đạo Phật là nói kiếp trước kiếp sau. Không phải chủ đích của đạo Phật là nói cõi này cõi kia. À, chủ đích đạo Phật không phải nói cái đó, nhưng mà Đức Phật có nói cái đó. À, còn chúng ta có tin hay không thì tùy theo ý của mình. Nhưng mà mình đem những cái ví dụ, nếu mình không trồng cái hạt cam, bây giờ mình nhìn cái cam, hỏi cái cam này làm sao mà có được? Ồ, tôi trồng 5 năm trước, vậy là có trước rồi, cho nên bây giờ nó có trái nè. Rồi xong mình ăn xong mình nói, trời ơi trái cam này ngọt quá, chị cho tôi giống được không, tôi về tôi gieo. Vậy là mình tin tương lai nó sẽ có cây cam rồi. Vậy thì tại sao mình xin hạt để trồng để tương lai có trái ăn mà mình không tin kiếp sau? Là sao? Ba năm trước em có qua đây rồi, bởi giờ em mới tới nữa nè. Rồi giờ em tới đây rồi, ba năm sau em tới nữa làm sao? Nếu quý vị không tin có sao thì em đi luôn, em không trở lại rồi sao? Thưa Thầy, mong Thầy cho con lời khuyên. Khi con đi chùa, nếu mình và cô Phật tử trong bếp không thuận duyên hay xích mích, khiến cửa thoát rồi á. Trong bếp không thuận duyên hay xích mích, nếu điều đó làm mình bỏ chùa là không nên phải không ạ? Nếu mà đã hỏi mà đã lời luôn rồi. Quý vị có nghe cái bài giảng của Pháp Hòa nói là đừng tự đẩy lui mình chưa? Nếu chưa thì về mở cái đó nghe thì nó trả lời câu này. Khi mình đi chùa có phải vì cô này không? Vậy thì tại sao bây giờ mình nghỉ tu bỏ chùa vì cô này? Vô lý. Cái thứ hai, đừng thấy cái dở của người khác mà tự đẩy luôn mình. Pháp Hòa ví dụ, mình hay nói câu này lắm. Chị biết không, mỗi lần tôi gặp nó có tôi chào, nó đâu thèm chào tôi, bởi tôi ghét tôi đâu chào. Có không? Quen quen ha. Sao vậy? Nó bất thường muốn chết à. Mà mình tưởng mình thường lắm. Nếu mà người ta bất thường, người ta không chào mình,
Mỗi khi mình chào người ta mà mình gặp người ta mình vẫn cứ thường chào thì mình mới không bất thường. Còn người ta không chào mình không chào lại thì mình bất thường theo họ. Hiểu ý không? Rồi cái thứ hai, trời ơi cái bà đó bà đi chùa bà giữ muốn chết, bữa tụi con thèm đi chùa. Ủa? Như vậy là mình đần quá, mình giữ giống bà sao? Bà đi chùa mà bà giữ muốn chết, mà mình vẫn đi chùa mình không giữ muốn chết, mà mình hiền muốn chết. Đó mới hay chứ. Còn nếu mà cái bà đi chùa bà giữ muốn chết, bữa tụi ghét tụi đâu thèm đi. Như vậy là cái bà đi chùa bà giữ, cái mình giữ theo bà, mình không đi theo bà sao? Như vậy thấy cái dở của người khác mà tự nuôi sụt mình, cái đó là cái không được. Vậy mình tu mình phải có tuệ giác. Tu chặt nó mất cái chữ u thành chữ tệ giác. Có một thầy vô tu, vô tu cái ông cứ hỏi Phật hoài mấy câu hỏi, Phật không có trả lời. Tại vì Phật biết cái ông này ông chưa có khả năng tiếp nhận cái này, mà Phật trả lời nó vô ích lắm, tại vì nó thiết thực liên hệ cái chữ tu. Thì bữa đó ông lên bạch Đức Thế Tôn, đây là lần cuối cùng con hỏi ngài mà ngài không trả lời, con xin nghỉ tu ra đây. Thì Đức Phật nói khi ông đến đây tu, ông có đặt điều kiện với tôi không? Nói dạ không. Vậy thì hôm nay ông đừng đặt điều kiện với tôi. Bởi vì á, chúng ta phát tâm tu, nó có 8 cái thứ tâm để tu. Bây giờ trong 8 cái tâm này nè, mình phải lọc lại coi mình giữ 4 bộ 4. Một là tâm tà, tâm chánh, tâm thiên, tâm viên, tâm tiểu, tâm đại, tâm chơn, tâm ngụy. Phật còn nói nha, tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Tà là lỡ, chánh là ngay. Bây giờ mình tu mình phải bỏ tâm tà lấy tâm chánh. Rồi, hai cái, tà, chánh, bỏ tà lấy chánh. Chơn là thật, ngụy là giả. Cho nên là chữ ngụy quân tử đó, chữ ngụy là giả, chơn là thật, ngụy là giả. Như vậy nếu mình đi chùa từ cái tâm chơn chứ đâu phải tâm giả, mà tại sao bây giờ không gặp người đúng ý mình mà mình lại đuối? Mà cái thứ hai nữa, không lẽ cả chùa xích mích với mình hết sao? Vì một cô mình xích mích thì mình yếu quá, phải không? Thành thử ra tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu. Đại là lớn, tiểu là nhỏ. Mà có tâm đại thì mình phóng được hết, ôm mắt được hết. Còn có tâm tiểu thì mình nhỏ, mình lùi. Rồi, thiên với viên. Thiên là gì? Thiên là tròn, đủ. À xin lỗi, thiên là lệch, viên là tròn, đủ. Nếu mà tâm mình thiên lệch là mình lùi sụp, tại vì mình có thiên lệch vì một ai đó. Còn viên là mình viên mãn, ngoài chị ra là người mà làm tu viện có não, còn rất nhiều người thương tôi thì mà đa số con người bị nó khổ một cái. Một người làm mình khổ là mình nghĩ tôi. Cho nên một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Cho nên á, mình đừng có vì những cái đó mà mình lui sụp nó uổng đi. Cho nên thường thường ta kêu là thối luôn. Chữ thối là xê quan chút. Xê quan chút giống như cái gì nặng quá đó, mình khiêng làm không được cái mình dứt nó một chút. Mình dứt nó một chút, mình tu kiểu vậy đó. Mình di dịch riết cho từ từ mình lui sụp. Con có một thắc mắc, ở cõi đời này người đời có thể kết nối với âm dương hay không? Cái này là em không biết thiệt ạ. Nếu mà em mà kết nối được giữa người âm là em tỉnh tỉnh. Rồi quý vị mà gặp có quà để cho thứ này nè, ổng không bình thường sao? Thưa đại chúng á, cái chữ kết nối là vậy nè. Thí dụ như mình thắp một cây hương, mình khấn ông bà,
cây hương đó là sự kết nối. Nó giúp cho mình có một cái phương tiện để mình cảm nhận là mình đang gửi cái tâm mình với tổ tiên ông bà. Ở cái trường hợp nối kết là mình thấy ông bà trong mình, và mình đang sống đại diện cho ông bà mình sống. Cái đó là kết nối chứ không phải ở ngáp kiểu mà lâu lâu rồi cái người ta đây ở đâu lên đó. Thì cái đó không phải, cái đó không phải chủ trương của đạo Phật. Mà ngay cả khi mình thắp cái hương mà cúng ông bà nó cũng chẳng phải của đạo Phật. Cái chuyện thắp cái hương cúng cho ông bà đó là nguồn gốc của dân tộc Việt Nam, không cần biết lãnh đạo gì, vì không có người nào ở cõi đời này mà không cha không mẹ. Cho nên sự cúng tế cho ông bà cha mẹ đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà đạo Phật đi đến quốc độ nào, quốc gia nào là đạo Phật có thể thích ứng được, hội nhập được với cái hoàn cảnh văn hóa truyền thống của đất nước đó. Vậy thì đạo Phật du nhập vào Việt Nam, đạo Phật thấy cái văn hóa cúng kiến tổ tiên đẹp hay đạo Phật tiếp nhận và làm cho cái ý nghĩa cúng tổ tiên nó giàu đẹp hơn lên, chứ không có bị mai một và không thiếu cái ý nghĩa. Cho nên chúng ta là người đến xứ Úc này, chúng ta tiếp nhận được những văn hóa của Úc và chúng ta có thể phối hợp được với cái văn hóa của Việt Nam, làm cho hai cái văn hóa thành đẹp. Ví dụ như ở Việt Nam mình không có quen đụng ai cái excuse me, nhưng mà qua tới đây rồi mình hội nhập được cái văn hóa nó hay mà. Mình lỡ mình đụng người ta thì mình xin lỗi, sorry là đúng thôi. Mình muốn đi, mình người ta cản được mình thì mình xin phép cho tôi đi qua là được, đúng thôi. Phải không? Hoặc là mình có cái thói quen là hay chen và lấn, vừa chen mà vừa lấn. Nhưng mà người ngoại quốc của người ta là gì? Xót hàng. Đó, mình đến đây mình hội nhập được cái xót hàng thì tự nhiên cũng là người Việt Nam, mà người Việt Nam trật tự xếp hàng chứ không phải là chen lấn. Vì cái thói quen của mình là đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thân than hiếm kẻ tiền. Cho nên cái tiếp nối của mình với tổ tiên lại, mình thắp một cái hương, thí dụ mình thắp cái hương nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Tiếp nối giữa mình với Phật, bắt đầu phát nguyện nè: nguyện trọn đời sống đạo, theo tự tánh làm lành. Cái câu đó mà là cái chỗ mà chúng ta muốn nói, nhưng mà mượn cái tình ảnh chân trương để tiếp nối chư Phật. Vậy thì cái tiếp nối đó là một phương tiện để hướng tâm mình, chứ không phải là một sự mê tín, cũng không phải là mình ở ngáp kiểu âm hương. Quý vị hiểu được chỗ đó thì mình không có gì trở ngại. Bây giờ lỡ không có cái nhang nào hết thì chỗ đó ta không cho thắp nhang thì mình làm sao? Chí thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồ đồng. Hương nó cũng có hai thứ, hương vật chất, hương tâm. Chơi mình mới có cái bài đó: hương này không phải trời xanh, không phải đất mọc, trước khi thiên địa chưa xanh, nguồn pháp đã tạo trùm pháp giới. Không phải lửa, không phải khói, không phải gỗ, không phải trầm, mà nó là hương giới, hương định, hương tuệ. Nó là hương giới, hương định, hương tuệ. Thử nhất biện hương bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên. Phi mộc, phi hỏa, phi yên. Phi mộc là không phải gỗ, phi hỏa là không phải lửa, phi yên là không phải khói. Phi mộc, phi hỏa, phi yên, thâu lai tại nhất vi trần, tán khứ phổ châu xa giới. Thâu nó lại, nó nằm ở trong một hạt bụi, tỏa nó ra trùm khắp pháp giới này. Thế thì hương đó là hương gì? Hương giới, hương định, hương tuệ. Cho nên mình thắp ba cái nhang, được chưa? Xin Thầy giúp con về vấn đề tu tập.
Mỗi khi con cố gắng giữ chánh niệm vào ban ngày thì ban đêm con lại ngủ không yên vì vọng tưởng nổi lên chập trùng. Con không biết tại sao. Xin Thầy giúp con giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm mà không buông niệm thì tối nó chập trùng chứ có gì hết. Giống như con nó dẫn cháu tới gửi giữ nó nguyên ngày rồi, tối nó dẫn về thì để cho nó dẫn về đi. Nó không, để cho tao. Thì ban đêm con nít nó ngủ không yên, nó quậy mình muốn được. Ví dụ vậy đó. Bây giờ đối với những vị nào chưa làm chánh niệm nè, chánh niệm là gì? Tất cả chúng ta trong đời sống hàng ngày đều có niệm. Niệm là gì? Là sự nhớ nghĩ. Nhưng mà đa phần chúng ta là tạp niệm và loạn niệm. Đang làm này nghĩ khác, đang làm khác nghĩ kia, tạp loạn. Con nói thôi tôi mặc áo lên tụng kinh nha. Cái bắt đầu dọn hết mấy khác cất, cái bắt đầu mặc áo lên tụng kinh. Mẹ vừa quỳ xuống tụng kinh kia, coi con mở cửa con. Rồi điện thoại nó reo, 7:07 bắt phone con. Mình tụng kinh mà mình không chí thành, cho nên mình cũng có niệm là mình nhớ, nhưng mà hàng ngày mình sao? Tạp niệm. Bây giờ Phật tu theo Phật đó, là Phật dạy mình đó, nhớ nghĩ cái nào một thứ thôi. Ăn cơm biết mình ăn cơm, làm bếp biết làm bếp, đừng có nghĩ. Lái xe biết lái xe. Cho nên có bạn trẻ lái xe, trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Rồi leo lên xe ngồi rồi mình biết mình phải cài cái dây an toàn, mình phải xích bao. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Tại mình có tâm nghĩ lại, bây giờ mình đi đâu mình chánh niệm. Nhưng mà tại vì mình không có kỹ thuật giữ chánh niệm. Chánh niệm là cầm ly nước lên uống, biết đây là ly nước trà, uống tận hưởng ly nước trà hay là ly nước lạnh, nhưng mà không so sánh. Trời, trà này lạc hơn trà sáng. Đó là một. Cái thứ hai là trà này không ngon bằng trà tuần rồi. Chứ uống một ly trà, nhưng mà mặc dù nó có chánh niệm, nhưng mà tới biết nước trà cái bắt đầu niệm nó hết rồi, bắt đầu phân biệt tiếp tục. Cho nên ở đây là mình bị cố, mình giữ, mình cố, mình tập một cái gì đó. Cho nên tối về sao nó bị phản tác dụng. Còn mình giữ trách nhiệm nhẹ nhàng thôi, mình giữ trách nhiệm nhẹ nhàng thôi, việc gì nó đến mình cứ tiếp xử bình thường. Tới giờ ăn cơm mình ăn cơm, không có khởi bất cứ một cái gì, cố gắng mình làm, mình giữ đó. Chữ giữ là mình duy trì nó, nhưng mà duy trì trong nhẹ nhàng chứ không phải là một cái sự bám víu. Có nhiều khi mình cố gắng quá, mình máy móc quá. Ví dụ như mình đi kinh hành đó, quý vị mà ta đi kinh hành ta niệm đơn giản: Nam mô A Di Đà Phật. Ta bước cái chân ta thẳng thôi đó. Còn mình á, Nam mô A Di Đà Phật chứng phải. Mà hễ mà lỡ mà Phật mà chứng chắc là tập chạy lên cho Phật đặt cái chân Phật lên trên nha. Có không? Có nhiều khi đang mà lỡ chứng Phật cái chân trái chạy 20 bước lên để cho Phật đúng chân phải mới đúng. Thành thử cái đó là lật đật chứ không phải là kinh thành. Nguyên tắc kinh thành là chữ A là đà, chữ Nam Mô A là chân trái, Di Đà Phật là chân phải. Cái đó cũng là một công thức tạm để giúp cho mình khi mình đi thiền hành niệm Phật đừng có tạp niệm. Cho nên quy định một cái căn bản là chân trái là chữ A, chân phải là chữ Phật, là cái căn bản để cho mình chánh niệm thôi. Chứ không phải là phải chữ Phật ở chân phải. Lỡ mình đạp lên mình lên chân Phật ngay chân trái cũng cứ nhẹ nhàng đi, mà Pháp Hòa để mà thấy Phật cảnh chết chặt. Thành thử ra đó, quý vị thấy là cái chánh niệm là bị giữ đâu. Cái tối về cái mớ.
cho nên mình tu rất là máy móc. Mình tu rất là máy móc. Ăn chay cũng cứ bình thường thôi. Cái nồi nào mà rửa sạch, nấu chay là nó chay, không cần phải sắm cái thớt riêng, cái đũa riêng, cái chén riêng. Rồi cái bữa nào cái mình cũng sợ hoảng hốt, chờ mình cất đó biết nó có lấy lộn nó ăn người ta. Rồi đó mình cứ nhớ vậy, đi đâu gọi về nhớ cất cái đó trong tủ cho mẹ nghe con, đừng để mấy đứa nhỏ nó ăn tầm mày nó tội nghe con. Phật nào mà vỡn đâu mà đi kiếm, Phật nào mà vỡn đâu mà đi bắt tội mấy đứa nhỏ ăn lộn chén. Mình có một cái tập khí là chén thì sợ lộn, đũa sợ nhầm, thớt sợ nhầm, mà răng thì không bộ. Nếu mình sắm hai cái chén, chén định đồ mặn, chén đủ đồ chai, sao sắm hai bộ răng? Bộ răng bữa nào nhai rau, bữa nào nhai phần chảo. Tôi máy móc như vậy. Cho nên là tối nó phản ngược mà. Nghe nha. Cho nên thí dụ như vậy, cái người nào mà họ chọc mình giận á, cũng đừng bình thường. Tôi ghét cái bà đó. Bà chuyên môn mà chứ là tội thế nào gặp bà. Mà quý vị cứ nhớ là tiểu mộng mà gặp như vậy đó nha, là trên lộ trình sanh tử sẽ gặp nữa. Quan gia trái chủ nó gặp nữa. Cho nên thế nào gọi là xả? Trong bốn tâm từ bi hỷ xả. Xả nghĩa là gì? Xả nghĩa là khi cái vừa cái đó nó vừa đến, đừng chấp nó, buông nó ra là xả. Chứ không phải đợi ô một cục rồi vô chùa nó thầy ơ giúp cho con xả. Thầy ông nói ở đây phua rồi. Lúc đó mình chết nữa. Xả là ngay lúc đó mình xả. Cho nên cái chữ xả là gì? Đừng dính mắt nó, đừng chấp nó là xả. Quý vị hiểu được chữ xả đó là quý vị tu được. Cái gì gọi là si? Không thấy lẽ thật là si. Còn đứa mà nó nằm nó hoàng hoại nó kêu si nè. Cái này là nó hoàng hoại của cái khổ lụy của si rồi. Chứ còn mà nó vừa đến nó không phải đối tượng, nó buông ra liền là nó hết si. Cho nên nó gặp, nó mình hẹn cho nó gặp. Con hẹn nó đi con. Nhỏ nó bắt thấy được lắm con. Còn nó hẹn vô thấy không hạp nhãn, hạp nhĩ, hạp tỷ, hạp khẩu đó, nó cúp điện thoại luôn. Nó hết xì. Mà cái đứa nào mà nó thoáng qua cái nó dính mắt cho nó xì. Thử cái tầm nó ôm cái hình ảnh đó. Nó có hoàng hoại cái hình ảnh đó. Đó, cái đó là cái quả của si dữ rồi đó. Chứ còn ngay khi mà mình thấy được lẽ thật, ngay khi mình xả là xả. Cho nên á, khi mình tu tập á, quý vị mình niệm Phật này, Nam Mô Di Đà Phật bấm hộp, Nam Mô Di Đà Phật bấm hộp. Lỡ mà cái trái bầu á, cái đầu có sông chuỗi á, cái tay mình có lần qua cũng chẳng sao. Ôi chết, trời trời ơi, vô Phật, vô Pháp, vô Pháp. Không có cuốn kinh nào mà nói vụ này hết à. Đâu có cuốn kinh nào mà nói niệm Phật niệm tới cái đầu chuỗi phải quay lại, không có được vượt. Trời ơi, vượt người sâu rồi mới nhớ nhật lại ta luôn. Đi như lái xe mà luôn kiểu đó bụng chết. Không có cái chuyện đó. Cho nên mình niệm chuỗi, mình ăn chay, mình chứng hành. Rồi mình tụng kinh của bạn. Mình thắp cây hương tụng kinh. Ở trong chùa thì nó khác. Ví dụ như trong chùa tụng kinh hết thời kinh còn tụng nhang hết thì có thể một cái vị hầu, một cái vị mà phụ trách hương đăng, người ta đi thêm một cái nhang để cho nó có cái mùi trầm trong chánh điện, nó làm dịu dàng trong chánh điện đại chúng tu tập, vì chúng ta có người lo cái việc đó. Còn mình ở nhà có mình à, hai tay chuông mở thì cái ngó lên hết nhang mùi xin tắt cái nhang để ngồi xin chứ cái ai gõ cửa. Ủa chuyện nó hết. Em bận tụng kinh. Bây giờ mình lăn xăng lăn xăng vậy. H-
không có cần máy móc như vậy đâu. Ở nhà mình có một mình mà có ai tụng với mình đâu mà sợ trật nhịp mà phải thỉnh cái mỏ. Một cái mỏ nghe muốn chết rồi, còn thêm tiếng mỏ nó nữa chịu gì nổi. Thành nghĩ ra cứ nhẹ nhàng trong việc của mình đó. Quý vị thấy chánh niệm không? Chánh niệm là mình phải biết mình ở đâu để mình khỏi có bị nó phản ứng. Mình đi hộ niệm cho người ta sắp chết trong bệnh viện mà biết bao nhiêu người nằm bệnh trong đó mà đâu phải người nào sắp đi đâu. Nam mô A Di Đà Phật, niệm Phật đừng khóc, đừng khóc, đừng tụng Nam mô A Di Đà Phật. Ông muốn trợ cho mấy người xung quanh tôi sắp chết. Mình mới biết đối tượng của mình đang ở đâu. Mình niệm Phật cho người sắp mất ở trong bệnh viện mà chỉ vì cái gia đình đó mình tới thôi, thì mình niệm trong cái thầm lặng sao vừa chừng, còn những người xung quanh nữa. Bây giờ thí dụ bây giờ người đó sắp chết hay là ta đang nghe hấp hối lúc 1 giờ khuya, lẽ mình vô bon bon khóc mình làm bốn trời lên hết, vậy kêu niệm Phật quán sao sao. Thành thử mình rất là nhẹ nhàng trong cái không có gì trở ngại. Thôi bà nói vậy là chúng hiểu được cái ý tu tập ha. Mệt chưa? Chưa. Con thấy tối không thầy ơi? Ôi bữa nay tôi đi. If you want, I afternoon you. Con thường nghe pháp của thầy, con cảm thấy rất có nhiều thay đổi, nhưng có nhiều lúc con cũng còn có phiền não, nó làm cho con bất an, xin thầy dạy con thêm. Thôi thì cảm ơn tất cả những cái gì mình đã an, và cũng cảm ơn tất cả những gì mình còn phiền não, tại nhờ như vậy thầy mới còn việc thầy làm. Nếu mà mình rốt ráo hết trơn lên đây mình thấy ổng sao. Thưa đại chúng, ngày nào chúng ta còn ở đời này, còn sống với người, với việc, thì ngày đó còn phiền não. Cái quan trọng là chúng ta biết mình có phiền não, chứ chúng ta không mong hết phiền não. Bởi vì sao? Bởi vì phiền não là một phần của đời sống. Nói phiền não là gì? Tức là những gì mình không đồng ý thôi, chứ có gì đâu, chứ có cái gì phiền não đâu. Bản chất sự việc không hề có chứa phiền não trong đó, nhưng mà tại vì chúng ta không bằng lòng với cái đó thì tự cái đó nó thành phiền não của mình, chứ còn hoàn toàn sự việc trên đời này không có gì phiền não. Ví dụ như á, mình ở gần nhà chùa, đối với người Phật tử á, chùa mà buổi sáng mà vọng chuông lên, trời mình nghe mình thanh thoát, mình nằm ở nhà mình nghe chuông mình yên tĩnh. Còn cái người mà họ thích á, phải nói sao, trời ơi trời, sáng nào ở bên chùa cũng hồng chung dưa hấu, bảo vệ dưa leo. Ta tin tiếng chuông bản chất nó không hề có chứa phiền não, nhưng mà mình không thích thì tiếng chuông nó thành phiền não. Cho nên tất cả sự việc trong cuộc đời này bản chất nó không hề chứa một gì phiền não khổ đau cả, nhưng mà tại mình không bằng lòng với nó thì đó là phiền não. Thí dụ mình sống độc thân một mình, nào giờ mình không có biết thương yêu mọi cái gì cả, người nào ở trên mình thoải mái vô cùng. Tự nhiên có một ngày nào đó mình gặp cái người đó, mình thương cái người đó, mình không có thấy người đó, mình xốn xang, mình khó chịu, thì cái người đó giờ phiền não của mình nữa, phải không? Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người đó mình yêu hết giờ. Phiền não đó.
Cho nên phiền não không phải chỉ là ai chọc nghẹo mình giận. Cái gì mà nó làm cho tâm mình không còn trạng thái bình thường nữa là phiền não. Như Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ cái loa đặt ở đây, mà cái người gần ở đây thì họ cái tiếng nó vang vang lớn khó chịu, cho nên họ phiền não. Nhưng mà cái người tuốt sao nghe không rõ thì cái loa gì mở nhỏ xíu, thành ra cũng cái loa đó mà hai góc phiền não. Còn ở giữa thì sao? An quan hỷ tại ở khoảng giữa. Vì vậy bản chất cái loa nó có phiền não gì không? Nhưng mà tại cái góc cạnh chúng ta ngồi. Rồi bây giờ ví dụ về cái người mà lãng tai đi, họ ngồi ngay đây họ có phiền não không? À, tại quá có gà. Vậy thì quý vị thấy sự việc trên đời này không mang tính chất phiền não, chỉ tại chúng ta không bằng lòng thì chúng ta não phiền, phải không? Cho nên phiền não rồi cho mình. Thưa Thầy, con nghĩ trong đời con không làm chuyện xấu xa, nhưng tại sao con bị bệnh nặng? Em cũng không, cũng chưa làm việc xấu, em cũng bệnh tơi bời. Không thèm giá mà chưa. Thưa đại chúng, bệnh nó có hai loại, ba loại: thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Thân bệnh là điều không thể tránh, có thân nên khổ vì thân, đó là chuyện bình thường. Không có một người nào mà có một cái gì mà không khổ với cái đó. Nghiệm đi rồi biết. Có chồng khổ theo chồng, có con khổ con, có cháu khổ cháu, có nhà khổ nhà, có sắc khổ sắc. Đẹp cũng khổ theo cái đẹp chứ bộ. Xấu cũng khổ theo xấu, lùn cũng khổ theo lùn. Không có cái gì mà chúng ta có mà không khổ. Trời ơi, người nào có tiền có biết liền nha, biết đâu vĩnh. Còn người nào không có tiền dùng đồng lá thôi. Cho nên nhiều khi cái có Facebook khổ theo Facebook, đi đâu cũng chụp hình selfie. Ê, qua bên. Ý mình muốn nói với em trộm mắt ai em mất hôn. Như vậy thì mình bỏ mình lên Facebook mình khoe, nhưng mà đồng thời mình cũng mời trộm. Cái tâm bệnh á là cái tâm lý bệnh. Cái thân bệnh là không thể tránh nha. Còn cái tâm bệnh là vì sao mình tâm bệnh? Vì tâm mình chưa phát cái rộng để chúng ta tiếp nhận mọi thứ. Còn nghiệp bệnh là gì? Nghiệp bệnh là do những cái chúng ta sống bằng phiền não. Cho nên đạo hữu không làm vì xấu trong đời này có nghĩa là không làm tội. Nhưng mà lỗi có không? Tội là do chúng ta cố ý làm, còn lỗi là chúng ta vô tình phạm. Có thể chúng ta chưa có tội, nhưng mà lỗi thì có tránh. Tức là mình nói theo nhân quả hậu phương. Còn nếu mà nói trong cuộc đời này ai cũng bệnh hết, tuổi nó lớn chừng nào, bệnh nó cao chừng nấy, rồi cuối cùng ai cũng mang ba thứ bệnh, phải không? Ba cao một thấp. Cao máu, cao đường, cao mỡ và thấp hơn. Rồi mai mốt đây rồi càng ngày kinh tế càng xuống, thêm một bệnh nữa là thấp lương. Cái thân bệnh nó một phần cũng do đời sống của mình. Cho nên tại sao Phật giáo Đại Thừa khuyên chúng ta ăn chay? Để chúng ta giảm cái nghiệp sát.
Ví dụ bây giờ mình ăn chay tháng 10 ngày không nổi, mình ăn tháng ngày, chúng ta giảm được cái gì là nó hạnh phúc đấy không? Không phải chỉ ở cái mặt sắc sinh không, bất cứ cái mặt nào mà chúng ta thấy nó thuộc dạng xấu, negative, mà chúng ta giảm thôi, chúng ta chưa giảm lên hết, giảm là hạnh phúc rồi. Kính Thầy, phóng sanh hay cứu khổ người nghèo như tàn tật già yếu trẻ mồ côi, việc nào tốt hơn? Thưa, trước hết là mình phải định nghĩa chữ phóng sanh. Chữ phóng nghĩa là thả, chữ sanh là sự sống. Phóng sanh nghĩa là chúng ta thả ra cho người khác được một sự sống. Đứng ở mặt đừng đẳng, con vật, con người giống nhau. Như vậy thì trong cuộc sống này, ngoài ý nghĩa chúng ta bố thí cho người nghèo, người tàn tật, thì có những chúng sanh thấp kém hơn con người, đó là con vật. Cho nên cái tâm của mình lan rộng ra, cho đến loài vật mình cũng thả nó. Cái này gọi là đại từ bi. Còn nếu mình nghĩ rằng á, thả con vật không tốt bằng thả con người, cái đó tức là mình nhìn có cái còn chút phân biệt. Còn đối với Đức Phật thì sao? Tứ sanh chi từ phụ, cha lành của bốn loài, phải không? Bốn loài là gì? Noãn sanh, tức là những loài như chim gà, những loài sinh bằng thai như con người, con chó, con mèo, những loài sinh bằng ẩm nước như trùng dế, những loài sinh từ cái hóa sinh như mũi mầm, bùm bùm. Như vậy thì trong chúng sinh này có bốn loại sinh: sinh bằng trứng, sinh bằng thai, sinh bằng ẩm thấp, sinh bằng biến hóa từ vật này ra vật khác. Chúng ta lan cái tâm mình ra hết, cái đó gọi là phóng sanh. Nhưng mà không nhất thiết mình phải lựa đủ duyên đâu, mình phóng ta đâu. Ví dụ mình đi chợ, mình gặp một cái rổ cá mà trong khả năng mình mua được, mình thả cá. Rồi chắc thì một lát hoặc là mình định ý ra chợ mua chim phóng sanh. Nhưng bây giờ mình ra, mình gặp hai người, ba người tàn tật đang ngồi ăn xin, mình cho họ đều mang tâm phóng sanh. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Hồi nhỏ đó, Phao Hòa thích cúng dừa các vị đi khất thực lắm. Sáng ra có tiền không dám ăn, ra chợ ngồi chờ, chờ có thấy có thực không để mình cúng dừa. Cái bữa đó ngồi chờ xuống từ sáng sớm tới 9 giờ sáng, thấy một sư nào đi khất thực đó, bụng đói rồi, cái định đi mua đồ ăn. Cái vừa đứng dậy móc túi ra lấy tiền, cái tiền bị móc nó. Giờ cúng ông sư cũng được, cúng mình cũng được. Trong kinh Bất Dụ có kể câu chuyện, trong kinh Bất Dụ kể một câu chuyện là có cái tên là người hư ăn muối. Thì có cái anh đến tới nhà bạn chơi, xin lỗi gì vắt sữa bò. Câu chuyện khác, cái anh này anh mỗi ngày anh vắt một lít sữa bò, anh có sữa uống. Anh nói là 3 tháng sau á, nhà mình mới có khách, mới cần số lượng sữa nhiều. Bây giờ mình vắt lắc nhắc một chim mắc câu, thôi để yên sữa trong bụng bò, 3 tháng sau mình nhắc cho nó được nhiều. Cuối cùng 3 tháng sau ra vắt thì cũng nhiều, không còn miếng sữa, thậm chí cũng còn nhiều đó thôi. Thì câu chuyện đó Đức Phật cũng nhắc chúng ta, nếu cái duyên chúng ta bố thí, chúng ta cứ bố thí đi, đừng có chờ. Tại vì đôi khi khi việc nó đến, chúng ta muốn thì không còn cơ hội. Một là mình qua đời vì vô thường, hai là hoàn cảnh khó khăn mình không làm được nữa, ba là có thể không còn người để mình làm việc đó. Cho nên cái gì trong khả năng của mình, trước mắt mình cứ làm, mà không cần phải gọi là chờ. Mình định phóng sanh một rổ cá, nhưng đi trên đường gặp người đói khát, cứ cho họ trước. Với cái tâm bình đẳng như vậy thì không có nào hơn cái nào hết, bởi vì tất cả đều luôn xuất từ cái tâm lượng từ bi tuệ. Tu như vậy thì chúng ta hành thập thiện cho đời tươi sáng,
bỏ việc ác để đời quan đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân mà chúng ta không cần lựa chọn. Câu hỏi 1. Chỉ là chữ quán tự tại trong kinh Bát Nhã là ám chỉ Quán Thế Âm Bồ Tát, hay chữ quán tự tại là muốn khiến chúng ta nên quán chiếu tham sân năm uẩn là không, thâm sâu năm uẩn là không sẽ vượt khổ ách như kinh đã dạy như vậy? Thưa đại chúng, trên văn tự của chữ quán tự tại Bồ Tát thì rõ ràng đây là một nhân vật. Nhân vật này tên là Quán Tự Tại, và vị này là một vị Bồ Tát. Đó là mình nói về nhân. Nhưng mà trong nhân có pháp, nghĩa là Bồ Tát này dụng cái pháp quán chiếu thâm sâu về năm uẩn, cho nên Ngài được cái quả là tự tại vô quán ngại. Trên câu hỏi này, nó quán tự tại là người hay là pháp? Cũng là người mà cũng là pháp. Bởi vì trong người nó thoát lên được cái pháp. Người không có cái pháp, người không thành cái nhân đó, con người đó. Cho nên Bồ Tát Quan Âm được còn có cái tên khác là Quán Tự Tại Bồ Tát. Vì sao gọi là quán tự tại? Bởi vì chữ quán nghĩa là nhìn sâu. Tự tại là không còn ràng buộc ngăn cách. Vì Ngài quán chiếu sâu thấy năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này không thật có. Pháp Hòa xin nói lại là không thật có, chứ không phải là không có gì. Vì Ngài thấy nó không thật có, cho nên trong khi Ngài sử dụng nó, và một mai khi nó hết đi, Ngài vẫn tự tại vô quán ngại với nó, cho nên gọi là quán tự tại. Thí dụ cái chuông này là một sắc, nhưng bây giờ Pháp Hòa thưa là cái chuông này có không? Có không? Có. Nhưng mà cái chuông này thật có không? Không. Bởi vì nếu mà đưa nó vô một cái lò lửa thì cái dáng chuông này nó sai thay đổi, bất quá nó chỉ trở thành một cục nhôm chì thôi, mà cái tướng nó đổi. Như vậy thì cái tướng chung này là có, nhưng với cái người nhìn bằng Bát Nhã, bằng trí tuệ thâm sâu, thì sắc này là không thật là sắc, bởi vì nó biến tướng. Thọ là cảm thọ, là vui, là mừng, là giận. Mà cái cảm thọ mừng giận này nó tồn tại mãi mãi không? Không. Nhưng mà nó có không? Có. Nhưng mà nó có mà nó không thật có, cho nên gọi là năm uẩn là không. Mà không này là không thật có, chứ không phải là không có gì. Khi tôi buồn, tôi biết tôi buồn, nhưng buồn này nó không làm khổ tôi, bởi vì tôi biết rằng buồn này sẽ hết. Phải không? Khi tôi đang vui, tôi không bám vào cái vui, bởi vì tôi biết cái vui này nó sẽ hết. Tôi đang coi một tuần kéo luôn hay quá, nhưng mà tôi vẫn biết coi tới càng sâu càng hay, cũng có nghĩa là nó đang dần hết. Hết phim. Cuộc đời tôi cũng thế. Tôi sống càng ngày càng sống càng sống, tôi biết rằng tôi nói tôi đang sống chứ thiệt sự tôi đang mòn. Tại vì đến một lúc nào đó dầu hết thì lửa phải tắt. Đó là chuyện bình thường. Vẫn có sự sống, mà sự sống này không thật có. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là không. Thì quý vị hiểu rõ Bát Nhã Tâm Kinh, tất cả các pháp là không. Sắc cũng không, thọ cũng không, tưởng hành thức cũng không. Mà không này không phải là không có gì hết, mà là không thật có. Tiếng Anh dịch là not real, chứ không phải là nothing hay là năm khác. Mà người thấy not real cho nên còn đang đây thì sử dụng, đang rồi thì sống. Như vậy gọi là tự tại là tâm mình giải thoát, chứ không phải cái gì nó ràng buộc. Cho nên á, một người đệ tử tới hỏi người thầy: xin thầy chỉ cho con phương pháp giải thoát. Người thầy nói: ai trói ông? Ông này nhắm mắt lại: dạ đâu ai trói con. Vậy ông cần chi giải thoát?
đâu có ai nói mà cần giải thoát. Cho nên trong cái cảnh, trong cảnh tự tại mà tự mình sanh ra buộc mà. Bây giờ quý vị nhìn hư không nè, hư không này có không? Mình kêu là hư không, nhưng mà trong hư không này nó có cái gì không? Nhưng mình thấy không? Như vậy thì trong hư không này có những cái không thấy. Vì cái có này gọi là diệu hữu. Diệu hữu là gì? Là có một cách màu nhiệm chúng ta không thấy. Đem cái radio ra đây, ghim vô, bao nhiêu làn sóng nó bắt mà không thấy có cái gì bắt vô nó hết. Chỉ dây điện kéo cái anten nó bắt liền. Vậy thì hiện tại trong hư không này có, mình không thấy, thì cái có này gọi là có màu nhiệm. Nhưng mà thật chất nó vẫn là không, cho nên gọi là chân không nhưng mà diệu, diệu hữu. Cái thân này có không? Có, ăn nói đủ kiểu hết, nhưng mà diệu dụng lắm, diệu hữu lắm. Nhưng mà đến một lúc nào đó đất nước gió lửa trả về hết thì mình sao? Mà thưa đại chúng là mình vừa ngưng thở một cái, gió lập tức trở về với gió, chất ấm nó đi về chất ấm. Chỉ còn lại cái gì? Cái xác thôi, cái đất thôi. Còn nước, gió, lửa đi mất tiêu. Trong tứ đại nó thành con người đất, nước, gió, lửa. Mình chết một cái là hơi thở nó ngừng. Gió trở về gió, hơi nóng trở về cái nóng, thủy trở về thủy. Còn lại cái xác đất này. Rồi giờ làm gì đây? Chôn, thiêu, bỏ xong làm gì đó. Để mà làm, để mà giải quyết nó. Cho nên Bồ Tát quán tự tại thì ai cũng có thể là Bồ Tát quán tự tại hết, nếu người đó biết quán, biết nhìn sâu để tìm ra cái nguyên lý của tất cả các pháp thì người này vượt tất cả mọi khổ đau. Mà vượt khổ đau thì gọi là quán tự tại. Ở trong cảnh khổ mà không có gì khổ. Quý vị hiểu được cái chỗ này ha. Mỗi khóa lễ nào chúng ta cũng đều kết thúc bằng kinh Bát Nhã, nhưng tụng mãi vẫn khổ não. Hành thâm. Vậy thay vì tụng nhanh như thói quen, chúng ta đọc chậm lại như và nghiền việc chậm lại và nghiền ngẫm quán chiếu làm là lâu dần có thể bớt phiền não trong cuộc sống không? Dạ, tụng nhanh hay tụng mau cũng không sao. Nếu không có sự quán chiếu thì chậm mau nó cũng giống nhau. Cái quan trọng là chúng ta dụng nó trong đời sống hàng ngày. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng ba pháp. Một là văn tự Bát Nhã, hai là quán chiếu Bát Nhã, ba là thật chứng Bát Nhã. Thế nào gọi là văn tự? Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Giây Không. Đó là văn tự Bát Nhã, chữ nghĩa tụng vậy gọi là văn tự Bát Nhã, phải không? Rồi bây giờ mình dùng cái văn tự Bát Nhã này nè, mình quán chiếu trong cuộc sống mỗi ngày. Cái gì nó đến cái mình thấy ồ, cái này là duyên hợp. Dạ có đấy, bình hoa này mốt tuần sau nó héo nè, thì không có khổ gì hết á. Thấy sắc là không, tưởng là không, thọ không, hành không, thấy biết mà không có bỏ gì hết á. Người ta cho mình ăn vẫn khen ngon, nhưng mà không có dính mắt. Rồi bữa khác ta nói sao chị, bữa nay mặn chát gì không ngon như bữa hôm. Bữa nay mặn chát thì mình thọ theo cái mặn chát, rồi mình kiếm miếng chanh mình vắt vô cho nó giảm mặn, để nó bớt cái mặn chát theo ý mình, chứ đừng so sánh gì hết. Cái đó gọi là quán chiếu Bát Nhã. Đến một lúc nào đó tâm mình bình an trước mọi việc, cái gì nó đến biết rõ ràng mà không dính mắc, gọi là thật chứng Bát Nhã. Rồi bây giờ mình có thể dùng cái này qua cuộc sống nè. Mình thấy cái khổ của mọi người trong ngày, mình nghe người ta nói khổ, đó là văn tự khổ. Văn tự khổ, rồi mỗi ngày mình thấy người xung quanh mình khổ đó, thì quán chiếu khổ. Hoặc là bản thân mình cũng có khổ thì quán chiếu cái khổ, hay là thật chứng cái khổ. Cho nên Bát Nhã là một sự thật chứ không phải là văn kinh. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải dựa vào văn kinh. Cũng giống như là chúng ta nghe vô thường, ôi vô thường, sống nay chết mai thay đổi, cái đó là gì? Cái đó là văn tự vô thường.
Nhưng mỗi ngày mình phải quán chiếu vô thường để mình thực chứng vô thường. Bây giờ quý vị nói chiều nay Thầy Pháp Hòa đến đây sinh hoạt Phật Pháp, có thể có một sự việc xảy ra là có thể Pháp Hòa bệnh hay một cái duyên sự nằm đường xá, người ta bức, người ta ngang hết, không ai được đi đường nào hết, thì cái chuyện nó đến nó vô thường mà. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự ôi làm sao, miễn nha, mọi việc nó bình an, mình không có thể tập hợp được như vậy cũng được, nhưng mà mọi việc nó bình an là tốt rồi. Cái đó gọi là gì? Thật chính đó, không có chấp trước gì hết, không bắt buộc cái gì nó phải có. Cho nên đó, tụng nhanh là một cái hình thức mình tụng kinh, tụng chậm để chữ nghĩa nó rơi vào tâm mình, thì giữa nhanh với chậm nó cũng là tốt. Nhưng mà hễ mình tụng chậm là mình tụng một mình, còn mình tụng với chúng là mình đi theo chúng. Chứ không phải nói vậy cái mai mốt lên chùa trở nên ta liên tục ta tụng cái như này: quán tự tại Bồ Tát hành. Hỏi sao vậy? Thầy Pháp Hòa không biểu tôi tụng chậm. Lúc đó thầy bị chuyện con và kiếm Pháp Hòa nữa. Mình có việc tụng kiểu nào là do mình, nhưng mà mình tụng cái đó là mình hành cái đó ở một cái hoàn cảnh nào cho riêng mình. Còn mình đi với đại chúng thì mình phải thuận theo đại chúng. Nhưng mà xin thưa, dù nhanh hay chậm, cái rốt ráo vẫn là sự quán chiếu thực hành cho nó rốt ráo, để chúng ta giảm đi những cái dính mắc trong cuộc đời. Ngày nào chúng ta có quán bát nhã. Chữ bát nhã là gì? Bát nhã nghĩa là trí tuệ siêu việt. Quý vị nhớ, bát nhã là trí tuệ do tu. Đó, hồi trước này Pháp Hòa giảng trên Quang Minh đó, bác, cái trí tuệ mà do chúng ta có được đó là do văn tư tu. Trí tuệ đó là trí tuệ hữu lậu. Còn trí tuệ vô lậu hay là trí tuệ vô sư là do giới định tuệ. Ngày nào mình có sử dụng được cái trí tuệ siêu việt này để mình nhìn tất cả sự việc ở đời thì mình mới có an lạc vậy. Mình không có bỏ gì hết nha. Cái gì mình cũng có thể sử dụng hết á. Mình có thí dụ giờ người ta mặc áo tràng, mình mặc áo bông tràng, nhưng mà hôm nào mình quên áo tràng vẫn không khổ đau phiền não gì hết. Cái đó mới nhẹ nhàng trong sự tu. Áo tràng là một cái phương tiện trang nghiêm thân tướng khi đi vào khóa lễ, nhưng lỡ hôm nào quên áo tràng cũng không sao. Thậm chí ai lấy lộn cái áo tràng mình mặc cũng không sao, tại vì mình quán được rằng người khác lấy mặc rồi thì người khác mặc nghĩa là người khác trang nghiêm, còn mình bây giờ không có, mình đứng yên góc cũng trang nghiêm chứ không có lan sang ai bất nhân ghê vậy. Cũng cái áo tràng mình tạo nghiệp phiền não lan sang. Kính bạch Thầy, khi con làm tổn thương đến một người khác bằng hành động hay lời nói thì ngay sau đó con cũng nhận ra cái sai của mình và nguyện về sau không dẫm lên vết đen đó nữa, thì như vậy sao, như vậy là con sám hối tự tâm hay là sám hối hay là hối hận, xin Thầy chỉ dạy. Cái quan trọng là chúng ta nhận sai sửa sai. Hối hận là một cái tâm có thể trở ngại mình. Cái tâm tốt là tâm hối hận, nhưng mà mình hối hận xong mình sửa, chứ không phải là chỉ ôm cái hối hận đó mà xong. Thì cuối cùng cái hối hận là một cái trở ngại, nó ngăn cản mình. Chỉ ôm cái hối hận mà không làm gì hết. Hối hận là một tâm tốt, tâm thiện. Nhưng mà phải nhớ, khởi tâm hối hận là thiện rồi, thì phải phát triển hơn nữa là sửa cái sai đó, để nó hối hận trở thành ra cái pháp dẫn mình tu. Chứ không phải chỉ là một cục ôm ấp hối hận. Không khéo, cứ hối hận như vậy mà không làm gì hết thì lâu ngày trầm cảm đưa đến chỗ tự vận.
Tại vì mình thấy mình có lỗi với người này, mình có lỗi với người kia, mình sống không đáng sống, vân vân, thì nó là trở ngại và cuối cùng mình đi tìm cái con đường tự kết liễu mình. Cho nên hối hận là một cái tâm tốt, nhưng không phải chỉ dừng ngay đó, mà nếu dừng ngay đó thì nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình trên cái vấn đề chuyển hóa tu tập. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Trời này sao giống ăn mì mà sơ quà hết. Quý vị mệt chưa? Chưa. Thôi bây giờ mình thay đổi không khí tốt đi. Trời ơi, hay ghê vậy. Mới có thay đổi không khí như con hát à. Đây, bây giờ đây là một cái câu hỏi tiếp. Thầy ơi, thầy tu tốt từ kiếp nào đó, nên kiếp này chư Phật ban cho thầy giọng nói tốt, tướng hảo. Vậy con xin hỏi thầy có bí quyết nào mà dễ dàng đuổi ba con rắn độc ra khỏi tâm? Ba con rắn độc là tham sân si, nó ở mãi trong người thì làm sao có tướng hảo được. Mở ngoặc mong thầy xuất chiêu. Để uống cái nước đã xuất chiêu. Con xin thầy cho con một yêu cầu nhỏ. Thầy hát tặng cho chư Phật tử chùa Hoa Nghiêm bài hát Sông và Biển để mọi người đêm ngủ ngon. Với bài hát đầy ý nghĩa cộng với giọng ấm áp từ bi của thầy, con biết thầy có nhiều bài hát lắm, nhưng vì thương kính thầy, sợ thầy mệt nên chỉ yêu cầu một bài thôi. Rồi bây giờ cái này mới hay nè. Một nữ Phật tử 70 tuổi, nếu mà 17 tuổi em hát liền đó. Một nữ Phật tử 70 tuổi còn được phước duyên gặp lại thầy sau 3 năm tại chùa Hoa Nghiêm Úc Châu. Ý muốn nói là 70 tuổi rồi mà còn được gặp thầy cũng ác kỳ sao thầy qua. Thôi hận. Thôi bây giờ để chiều theo ý khách hàng. Thôi bà hát bài Sông và Biển cho đại chúng nghe. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì đông hơn sông, biển thì đông hơn sông. Lòng đẹp như sông.
lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi, nhưng có nghe thầy dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật vẫn đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi. Bà cụ 70 tuổi chịu chưa? Quá cơ. Trời, làm cô tâm hồn. Bây giờ Pháp Hòa xin hát một câu vọng cổ để đại chúng nghe. Cứ mỗi lần con thấy lá thu về trong những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống, mây trắng lượn bay gợi lại trong con bao nỗi còn đây mà mẹ đã đâu rồi. Đời con bất hạnh không được sống gần bên mẹ mãi, để bây giờ con cảm thấy cô đơn. Nhớ thở xưa con chỉ biết nô đùa, nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ. Chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thâm thâm. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hương lễ Phật, nhân mùa Vu Lan báo hiếu đấng sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn cống sanh dưỡng thì mẹ đâu còn để con được bao đáp thâm ân. Con nghe lòng mình chịu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lần bao đáp. Mẹ ơi trời đất vẫn hiếu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết ngây thơ. Giờ còn ngưng được chưa? Chưa hay đâu. Quán mơ. Chưa cũng phải ngưng. Tại vì thưa đại chúng, đêm đã tàn, hơi đã mòn, người ngồi cũng mòn mỏi. Thưa đại chúng, thật ra thì chúng ta cũng đã hết câu hỏi. Thì Pháp Hòa xin được dừng ở đây. Trước hết là chúng con một lần nữa xin niệm ơn Thượng Tọa trụ trì ở đây, cũng như tất cả quý tăng ni Phật tử tại chùa Hoa Nghiêm là tạo duyên cho chúng con. Kế đến đặc biệt là xin cảm ơn tất cả quý Phật tử ở vùng này cũng như khắp các vùng phụ cận đã không quản ngại buổi tối cuối tuần, quý vị đã dành nhiều thời gian quý báu để về đây tham dự cái buổi sinh hoạt này.
để chúng tối nay có vui không? Thì con và mong rằng chúng ta là người con Phật, chúng ta luôn luôn tạo duyên lành cho nhau, hộ niệm cho nhau trong mọi bước đường tu tập. Thì ngày mai này còn một ngày sinh hoạt ở Happy Reception, từ 9 giờ buổi sáng cho đến 4 giờ chiều. Hy vọng là sẽ được gặp đại chúng ở đó. Và đặc biệt là trong cái lần này cũng như lần trước, tất cả những sự sắp xếp là cũng phải nhờ đến công đức của Ni Sư Như Nhật, trụ trì chùa Hồng Ân ở St. Albans. Sư Ni Sư đã để hết tâm lực của mình cho cái chuyến đi này cũng như chuyến đi lần trước. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để chúng ta